Bị đồn chia tay Cường Đô La vì ghen với Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi phản pháo. Phía đại diện của mỹ nữ và người mê Hạ Vi lên tiếng phản pháo ngay sau khi có tin đồn cô chia tay doanh nhân Nguyễn Quốc Cường là vì ghen tuông với Hồ Ngọc Hà. Sau một thời gian im lặng trước tin đồn, mình và Cường Đô La đường ai nấy đi, mới đây Hạ Vi chính thức lên tiếng xác nhận việc cả hai đã thực sự chia tay nhau. Tuy không nói rõ mối quan hệ tình cảm với đại gia phố núi rạn nứt từ bao giờ, song mỹ nữ và người mê cho biết cô và Cường Đô La không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm sau gần 2 năm gắn bó. Trước tin đồn vì ghen khi thấy Cường Đô La đăng ảnh tình cảm với vợ cũ và con trai, nên Hạ Vi mới có những phản ứng tiêu cực dẫn đến chuyện tình yêu tan vỡ. Phía đại diện truyền thông của cô nàng khẳng định hoàn toàn không có chuyện này. Người này cho biết tình cảm của Hạ Vi và Cường Đô La đã lục đục từ khá lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, cô mới quyết định công khai vì muốn xác định rõ mọi chuyện, từ đó tập trung cho công việc sắp tới. Phía đại diện cho Hạ Vi tiết lộ, thời gian này cô vẫn độc thân và chưa nghĩ đến chuyện yêu đương lần nữa. Thay vào đó, mỹ nữ và người mê sẽ sâu dồi kỹ năng diễn xuất để chuẩn bị cho các dự án nghệ thuật. Đặc biệt, Hạ Vi sẽ tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực phim ảnh trong năm nay. Hiện Cường Đô La và Hạ Vi đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook và Instagram. Người đẹp cũng đã xóa toàn bộ các bức ảnh có liên quan đến Cường Đô La trên mạng xã hội cá nhân. Nhìn loạt ảnh này mới thấy Song Joong Ki đối xử với Song Hye Kyo khác với các bạn diễn viên nữ khác như thế nào. Nhìn cách đối xử của Song Joong Ki với Song Hye Kyo đặc biệt như thế này, thảo nào khán giả mới nghi ngờ cả hai đang yêu nhau. Mới đây, tin tức về việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10 tới đây đã khiến làng giải trí chấn động. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và háo hức, mong chờ đến lễ cưới thế kỷ của cặp đôi. Trước đó, tin đồn Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang yêu nhau đã được đồn thổi từ lâu. Thậm chí mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi song song lại khiến người hâm mộ phải bấn loạn vì loạt hành động thân mật mà cả hai dành cho nhau. Không chỉ thế, các fan còn nhanh chóng phát hiện ra cách cư xử của Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo khác hẳn với các sao nữ khác. Là một ngôi sao nổi tiếng nên Song Joong Ki thường xuyên có cơ hội gặp và làm việc với nhiều nghệ sĩ nữ. Với đồng nghiệp khác giới, nam diễn viên đều cư xử rất lịch thiệp với họ. Song Joong Ki thường giúp các sao nữ thuận tiện di chuyển lên xuống bậc thang khi mặc váy bằng cách giữ tay họ để tránh vấp ngã mất thăng bằng. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng Song Joong Ki đã ghi điểm trong mắt khán giả. Bàn tay lịch thiệp của Song Joong Ki để vào khuỷu tay của Trương Tử Di để tránh làm nữ diễn viên không cảm thấy thoải mái với sự đụng chạm này. Có thể thấy nam tài tử điển trai luôn giữ một khoảng cách nhất định với các sao nữ. Bàn tay của Song Joong Ki luôn để ở vị trí an toàn không gây hiểu lầm. Các fan đã nhanh chóng phát hiện ra đối với Song Hye Kyo, Song Joong Ki lại cư xử khác hẳn. Ngay cả với đàn chị Kim Hee Sun, anh chàng cũng không hề khoát tay thân mật như với Song Hye Kyo. Nam diễn viên giúp Kim Hee Sun có thể di chuyển lên xuống trên dưới bậc thang để tránh vấp ngã cũng chỉ nắm ở phần cánh tay. Nhưng với Song Hye Kyo, Song Joong Ki không ngần ngại nắm chặt bàn tay của nữ diễn viên. So với các sao nữ khác thì Song Hye Kyo lại được Song Joong Ki đối xử đặc biệt như thế này. Không chỉ thế, anh chàng còn luôn giữ tay Song Hye Kyo dù cho cô đã khoát tay mình. Song Joong Ki cẩn thận giữ chặt tay Song Hye Kyo khi bước đi. Nếu Song Joong Ki chỉ giữ tay các bạn nữ diễn viên khác ở vùng an toàn để họ có thể di chuyển thuận lợi tránh vấp ngã khi lên xuống bậc thang, thì với Song Hye Kyo, anh chàng lại có hành động bảo vệ đặc biệt hơn. Thay vì giữ tay, Song Joong Ki vừa quàng tay vừa đi đằng sau để đỡ Song Hye Kyo như thế này. Các bạn diễn nữ của Song Joong Ki trước đây cũng được đối xử khác hẳn so với Song Hye Kyo. Song Joong Ki và Park Bo Young từng hợp tác với nhau trong bộ phim. Có thể thấy anh chàng ngồi cách đồng nghiệp nữ của mình không tỏ ra thân thiết mấy. Ngay cả khi nữ diễn viên tự mở chai nước, Song Joong Ki cũng không quan tâm quay sang giúp đỡ. Thế mà anh chàng lại tự mở nước rót cho Song Hye Kyo như thế này. Hay khi nữ diễn viên Mu Cho Yeon cùng đóng phim Nine Guy, Song Joong Ki liền quay đi ngay lập tức, anh chàng luôn giữ một khoảng cách nào đấy với bạn diễn nữ. Có thể nói đối với Song Hye Kyo, nam diễn viên lại luôn có một ngoại lệ. Trong buổi fan meeting của Song Joong Ki, anh chàng đã khiến các fan phải bấn loạn khi chủ động dựa đầu thân mật lên vai Song Hye Kyo. Khi Song Joong Ki được hỏi giữa Moon Jae Won và Park Si Young nếu được cưới ai ngoài đời thật để cưới thì sẽ chọn ai, nam diễn viên cũng nhanh chóng trả lời chọn một người khác chứ không phải bạn diễn trong phim. Cùng một loạt câu hỏi, nhưng lần này là hai nhân vật của Song Hye Kyo và Kim Ji Won, Song Joong Ki lại đưa ra đáp án là sẽ chọn nhân vật của Song Hye Kyo chứ không phải một ai khác.
Có thể thấy anh chàng luôn chủ động thu hẹp lại khoảng cách với Song Hye-kyo. Mỗi khi ngồi cạnh là Song Joong-ki lại chủ động kéo ghế ngồi xích lại gần. Các fan tinh mắt đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cũng chính vì những hành động như thế này mà nhiều người đã đặt ra mối nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Hơn nữa khi bị đồn là phim giả tình thật, cả Song Hye-kyo và Song Joong-ki chưa từng một lần lên tiếng phủ nhận nên càng khiến mọi người khẳng định cả hai đang yêu nhau. Sau thời gian im lặng, Bảo Thanh lần đầu lên tiếng về scandal thả thính Việt Anh. Bảo Thanh chia sẻ với người hâm mộ khi bị cho là con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc gia đình bạn diễn. Những ngày vừa qua, nghi vấn Bảo Thanh nhắn tin thân mật với bạn diễn Việt Anh khiến dư luận xôn xao. Cô nhận không ít gạch đá vì bị cho là kẻ thứ ba muốn phá hoại gia đình người khác. Trước scandal lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại này, Bảo Anh từ chối trả lời phỏng vấn với lý do bận rộn lịch quay. Tuy nhiên ngay sau đó, trên Facebook cá nhân, người đẹp đã cập nhật hình ảnh nắm tay chặt chồng tình cảm như ngầm trả lời cho những hoài nghi của khán giả. Mới đây, khi livestream chia sẻ cách làm đẹp cho chị em thì Bảo Thanh đã bất ngờ đề cập đến scandal này. Bảo Thanh livestream và nhận được vô số câu hỏi của cư dân mạng về thực hư vụ ồn ào với Việt Anh mấy ngày vừa qua. Cụ thể Bảo Thanh chia sẻ rằng, Thanh biết là khoảng thời gian vừa rồi mọi người có rất nhiều câu hỏi và Thanh cũng rất muốn trả lời mọi người. Nhưng có lẽ là Thanh sẽ chờ một khoảng thời gian hợp lý nhất để trả lời một lần. Cô nói thêm, đương nhiên cuộc sống mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu mình đúng ở một góc độ khác thì cũng chưa nên vội vã đánh giá bất cứ điều gì, bởi vì cái gì cũng phải nghe hai tai. Chính vì thế mọi người vẫn thấy là Thanh vẫn đi làm, đi quay và vẫn vào Facebook để giao lưu, trả lời câu hỏi của mọi người. Bảo Thanh nhắn gửi đến khán giả rằng, việc gì cũng phải nên nghe từ hai phía, đừng vội phán xét người khác khi chưa rõ sự việc. Thực tế là trong khi dư luận xôn xao đồn đoán, thì cuộc sống của Bảo Thanh vẫn diễn ra bình thường với lịch diễn lịch quay kín mít. Cô vẫn đang ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai như không có việc gì xảy ra. Sau thời gian từ chối trả lời về scandal thả thính, thì Bảo Thanh lên tiếng giải thích thế này khiến nhiều người càng thêm tin tưởng người đẹp hơn. Phản ứng của Cao Toàn Mỹ khi Phương Nga được tại ngoại, cảm xúc của tôi chỉ xoay quanh vấn đề tiền. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng. Sau khi xem xét hồ sơ và dựa vào kết quả thẩm vấn, các chứng cứ được nêu trước tòa và hội ý các vấn đề liên quan của vụ án, vào lúc 16h15 ngày 29 tháng 6, 2017, Hội đồng xét xử đã đọc lệnh và thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung không được đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra. Quyết định này cũng được gửi tới công an địa phương. Bị hại Cao Toàn Mỹ, phải hỏi luật sư mới biết nên vui hay buồn. Tuy nhiên trước đó, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với nguyên đơn Cao Toàn Mỹ về cảm xúc trước tin Phương Nga sẽ được tại ngoại điều tra. Cảm xúc của ông thế nào khi nghe tin Hồ Phương Nga sẽ được tòa cho tại ngoại? Ông Cao Toàn Mỹ, tôi không bình luận về quyết định của tòa. Tôi không hỏi anh bình luận về quyết định của tòa, mà hỏi anh về cảm xúc khi nghe điều trên, anh vui hay buồn, tôi không bình luận. Vậy nếu như Hồ Phương Nga được tại ngoại như báo chí đã đưa tin, thì cảm xúc của anh thế nào, vui hay buồn? Tôi không trả lời. Vì sao anh không trả lời vấn đề này? Rất dễ thôi mà. Tôi phải hỏi luật sư mới biết được vấn đề nên vui hay nên buồn. Tôi không biết Nga được tại ngoại vì lý do gì, vì tiền thì sao? Anh từng trình bày trước tòa, anh không muốn đẩy Phương Nga vào tù, mà chỉ muốn đòi tiền thôi. Bây giờ không lấy được tiền, việc lấy lại tiền sẽ càng khó khăn hơn đúng không? Có nghĩa là vì không lấy được tiền nên anh không có cảm xúc nữa, hay Nga được tại ngoại nên anh mới như vậy? Không, bây giờ như thế này tôi không muốn trả lời nữa. Tại vì vấn đề này nó liên quan đến nhiều thứ đúng không? Tiền này, mất tiền ai không buồn, chưa chắc mình đã mất. Có thể khi được tại ngoại mình lấy tiền được thì sao? Vấn đề tiền mình bỏ qua một bên, hãy nói về cảm xúc của anh ạ. Nói về tiền thì có cảm xúc chứ, nhưng cảm xúc với tiền là khác, còn cảm xúc giữa con người với con người là khác. Tôi cần phải hỏi ý kiến luật sư. Luật sư Trần Thu Nam trả lời phóng viên sau khi tòa tuyên án. Theo tôi đánh giá, nó sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra bổ sung.
Bởi vì trong hồ sơ có thể hiện việc thuê nhân chứng để tạo lập hồ sơ giả, thế thì ai dám nói rằng sau khi được tại ngoại sẽ không có chuyện làm sai lệch hồ sơ và thuê các nhân chứng khác. Quan điểm của tôi là đúng là hội đồng xét xử có quyền đó, nhưng nó sẽ làm khó khăn trong quá trình điều tra bổ sung, ông Nam nói và trao đổi thêm với phóng viên. Trái ngược với tâm trạng trên là niềm hân hoan hạnh phúc của bị cáo. Trong khi nghe tòa tuyên Nga được tại ngoại, bà Hồ Mai Phương, mẹ bị cáo Phương Nga chắp tay trước mặt, mắt rưng rưng, bà nói: "Tôi đã thức trắng nhiều đêm, mất ngủ nhiều đêm nhưng hôm nay sẽ là đêm mất ngủ hạnh phúc nhất và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ cuộc chiến đòi công lý cho con mình suốt nhiều năm qua." Trả lời phóng viên qua điện thoại về quyết định của hội đồng xét xử, luật sư Nguyễn Văn Quynh, luật sư bảo vệ cho bị cáo Nga cho biết: "Tôi vui khi kiến nghị của tôi cùng các luật sư đã được tòa xem xét. Thân chủ của chúng tôi đã được trả về với gia đình, dù mọi việc còn ở phía trước, tôi rất vui là rất vui. Tôi đã nghĩ đến và đã cùng đồng sự đưa kiến nghị lên tòa. Tôi cũng viết kiến nghị đưa lên trang cá nhân, trong đó có đưa ra những căn cứ rằng không cần thiết phải giam giữ Phương Nga nữa nếu trong trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung."